Hiện tại thì tôi đang có mặt tại cầu vượt đi bộ tại khu nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, nơi mà có quốc lộ 6A đang chạy qua. Và như quý anh chị nhìn thấy, một quốc lộ 6A đang gấp rút thi công để kịp tiến độ giai đoạn 1, mở rộng giai đoạn từ Ba La đi thị trấn Xuân Mai của huyện Chương Mỹ. Quốc lộ 6 mở rộng với rất nhiều làn xe và hệ thống đường gom xung quanh và đang gấp rút triển khai các hệ thống trang thiết bị, máy móc, vật tư của Tổng Công ty 39 Bộ Quốc phòng đang gấp rút thi công để kịp hoàn thành tiến độ. Như quý anh chị nhìn thấy, một quốc lộ 6 mở rộng đang dần hình thành trước mặt. Đó là sẽ mở ra một trục cửa ngõ phía Tây của thủ đô Hà Nội và bộ mặt mới về phát triển kinh tế và hạ tầng giao thông đô thị của huyện Chương Mỹ, cửa ngõ phía Tây của thủ đô Hà Nội rất là đẹp. Hiện tại thì quốc lộ 6 đang mở rộng một giai đoạn rất là gấp rút, và phía hướng di chuyển bên tay trái em chính là hướng di chuyển về thị trấn Xuân Mai cũng đang gấp rút thi công. Đấy, anh chị có thể nhìn thấy quốc lộ 6 mở rộng đã dần hoàn thiện rồi. Và bất động sản xung quanh quốc lộ 6 và tại khu vực huyện Chương Mỹ thì là một thị trường rất tiềm năng nếu quý anh chị và nhà đầu tư quan tâm ngay lúc này. Nếu quý anh chị và nhà đầu tư muốn có một cái nhìn toàn cảnh về quốc lộ 6 đang thi công và mở rộng gấp rút để hoàn thành kịp tiến độ của thành phố Hà Nội giao, thì không bỏ lỡ một video flycam sau video em Thành giới thiệu này. Em Thành, phóng viên bất động sản Vendo tọa lạc tại Chương Mỹ. Cảm ơn quý anh chị nhà đầu tư.
đường về quê tôi ven đường số 6, đây trăm gian chùa huyền thoại cổ kính linh thiêng. Đoàn quân năm xưa trung dũng kiên cường, trai tài gái đàn mùa về thoảng hương lúa thơm. Ai qua đô thị xuân mai, làng nghề Phú Nghĩa đến những khu công nghiệp mới, mà thăm nơi bác đã về hang từ Trầm Sơn. Trường Mỹ ơi, cửa ngõ thủ đô vẫn âm vang lời bác năm xưa, lớp lớp thế hệ muôn đời gìn giữ non sông. Trường Mỹ ơi, quê hương đẹp giàu, chung sức chung lòng xây dựng hạnh phúc ấm no, tương lai sáng ngời. Trường Mỹ ngân vang lời ca, Trường Mỹ ơi, đường phố đông vui, chúc sơn nay rợp bóng cây xanh, sông đáy sông bùi huyết mạch đổi mới quê hương. Trường Mỹ ơi, vang danh sử vàng, dòng suối Ninh Kiều tốt đồng mãi còn ngân vang. Truyền thống cách mạng Trường Mỹ quê hương anh về quê tôi ven đường số 6, đây trăm gian chùa huyền thoại cổ kính linh thiêng. Đoàn quân năm xưa trung dũng kiên cường, trai tài gái đàn mùa về thoảng hương lúa thơm. Ai qua đô thị xuân mai, làng nghề Phú Nghĩa đến những khu công nghiệp mới, mà thăm nơi bác đã về hang từ Trầm Sơn. Trường Mỹ ơi, cửa ngõ thủ đô vẫn âm vang lời bác năm xưa, lớp lớp thế hệ muôn đời gìn giữ non sông. Trường Mỹ ơi, quê hương đẹp giàu, chung sức chung lòng xây dựng hạnh phúc ấm no, tương lai sáng ngời. Trường Mỹ ngân vang lời ca, Trường Mỹ ơi, đường phố dợp bóng cây xanh, sông đáy sông bùi huyết mạch đổi mới quê hương. Trường Mỹ ơi, vang danh sử vàng, dòng suối Ninh Kiều tốt đồng mãi còn ngân vang. Truyền thống cách mạng Trường Mỹ